Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với một trò chơi rất thú vị. Chúng ta sẽ điều khiển chiếc máy ủi này để ủi những hòn đá này đi nhá. Đây đồng thời cũng là máy xúc đấy. Chúng ta xem này. Tiến lên. Lên đi. Máy ủi đang ủi bốn hòn đá rất là lớn. Nào, lăn xuống dốc. Đi từ từ thôi. Dí. Chà chà, ấy chà chà. Máy ủi đã ủi cả bốn hòn đá lên một cái cầu thang rất là lớn. Nào, rơi xuống. Dí. Chà chà, lùi lại nào, lùi lại một tí nào. Nào. Nào, hất lên. Nào. Đó, máy ủi đã hất hòn đá lên cao. Hất lên cao. Hất lên. Lùi lại này. Hất lên. Thật là tuyệt vời. Lùi lại. Nào. Lùi lại. Máy ở cụ khẩu. Cậu bây giờ phải lùi lại thôi. Lùi lại này còn ủi đá đi chứ. Nào. Tiến lên. Lùi lại. Chà chà. Thật là khó. Đây là một pha xử lý rất là khó nha. Lùi lại nào. Hạ xuống, hạ cần xuống. Rồi, bây giờ thì có thể ủi đi được rồi. Nhấc cần lên một chút nào. Lùi lại. Rồi. Đi nào. Ủi đi. Đó, cuối cùng thì máy ủi đã ủi cả bốn hòn. Tiếp tục đi, tiếp tục lăn. Đi. Máy ủi đang ủi những hòn đá lên dốc. Cẩn thận, không lăn ra đằng sau. Đi. À, ủi luôn cả đường ray. Lên. Lên nào, lên dốc. Máy ủi chúng ta cực khỏe nha. Lên nào, zin. Nào, hất lên ô tô. Chà, thật là tuyệt vời.